Vâng, Tâm xin kính chào cô chú anh chị ha. Hôm nay Tâm lại quay trở lại với một sản phẩm mới tinh vừa được về bên ô tô Duy Tâm, là con Innova sản xuất 2014, màu sơn là màu ghi vàng cô chú anh chị ạ. Màu này người ta còn gọi là màu vàng cát nha, màu ghi vàng, màu vàng cát. Xe thì sản xuất năm 2014, form mới rồi ha, rất là đẹp luôn á, chứ không phải dạng vừa vừa đâu, rất đẹp. Và cái điều đặc biệt đáng nói ở đây là xe số tự động nha cô chú anh chị nha. Hồi nào giờ Tâm cứ nghĩ xe số tự động chạy không ngon, nhưng mà xe số tự động chạy sướng lắm, chạy sướng hơn số sàn gấp rất rất là nhiều lần. Sướng ở cái chỗ đây là cô chú anh chị biết sao, mình lên mình chạy á, cái xe nó lướt ở trên đường á là nó trơn tru lắm, chứ nó không phải như cái xe số sàn mà nó cà nhấp cà nhứ, không, số sàn mà mình chạy nó không có đủ trớn, nó không có điều xe là nó sẽ bị nhấp nhứ. Còn cái xe số tự động này mình chạy chậm hay chạy nhanh gì nó cũng tròn quay vậy đó. Đó, nên nó cảm giác là đi cái xe này nó sướng hơn rất là nhiều lần so với xe số sàn. Thì theo như cái cảm nhận của Tâm cảm thấy như vậy ha. Bởi vậy nên bây giờ rất là nhiều hãng xưởng đã làm xe số tự động không à. Số sàn hầu như là có một số hãng xưởng là họ sẽ không sản xuất nữa luôn á. Đó thì cô chú anh chị biết là cái tính năng và cái mức độ êm ái và nó phục vụ người lái rất là thoải mái và êm ái ha. Nên Tâm cảm nhận được là số tự động đi đường xa, đường dài, đường gần, đường ngắn, đường thành phố, đường gì cũng vậy hết đó. Số tự động là đi ngon hơn rất là nhiều nha. Thì Tâm sẽ quay một vòng xung quanh cho cô chú chị mình coi cái xe Innova 2014, một chủ mua mới, biển số An Giang, chính chủ, một chủ mua mới chính chủ luôn. Xe thì odo chạy được 8 vạn nha cô chú chị nha, 8 vạn cho con Innova 2014. Nói chung là mém cọp luôn, xe này dùng từ mém cọp là được á. Màu sơn là ghi vàng nha cô chú anh chị nha, màu sơn ghi vàng cọp lắm. Tâm cho cô chú anh chị mình coi nha, cái phần nội thất nè ha, nội thất là tươi lắm, rất là tươi tắn, có màn hình, có cam lùi. Đây Tâm ví dụ như nội thất là bọc da lại hết nha, rất là xịn luôn. Táp lô táp bi nè, nội thất nè, cua lăng nè, bao đẹp nha cô chú anh chị nhà mình nha, củ số nè. Tâm cho nhà mình coi ha, rất là đẹp luôn. Đó, nhà mình thấy không? Bao đẹp ha. Con xe Innova sản xuất năm 2014, số tự động nha, chạy sướng lắm. Cô chú anh chị mà lên chạy là ghiền liền. Còn Tâm diễn tả là một phần nha. Bán thì phải nói ngon thôi, nhưng mà Tâm cảm nhận được là xe này chạy sướng thật. Chạy sướng lắm, sướng hơn số sàn rất là nhiều. Đó, cô chú anh chị cứ thử một lần đi, không mua cũng được, lên thử đi cảm nhận là nó sướng như thế nào, để nghe Tâm mô tả nhiều quá mà mình chưa được sử dụng cũng tiếc ha. Số tự động đi khỏe lắm. Đây cô chú anh chị coi ha, xe này thì mức tiêu hao nhiên liệu của nó không quá 10 lít nha, khoảng 9 lít 10 lít đổ lại, nhưng mà nó chạy bù lại là nó chở 7 người và chạy rất là êm và sướng. Cô chú anh chị mình coi ha, máy túp bi rồi nè, mới tinh, động cơ là 2.0, máy xăng số sàn số tự động, động cơ là 2.0, máy xăng số tự động, sản xuất năm 2014. Xe này bên Tâm bán là 415 triệu cô chú anh chị ạ, 415 triệu. Đó, 415 triệu cho con Innova sản xuất năm 2014. Số tự động, một chủ mua mới, bản G. Xe này thì bao luôn nha cô chú anh chị nha, bao đẹp, bao chất lượng luôn. Tươi lắm, đẹp lắm. Trần nỉ nguyên rin, bọc ni lông. Táp lô táp bi nè, bản lời còn 7 màu luôn. Táp lô táp bi nè, khá mới nha. Keo chỉ nè, keo chỉ bọng dè nè cô chú anh chị bà con nè, bọng dè mới tinh luôn nè. Đó, thấy cái bọng dè là mình biết cái chất xe nó như thế nào ha, và chủ xe họ sử dụng ra sao ha. Chạy bao sướng luôn nha. Mâm lớp nè. Lớp còn dày cui. Lớp còn dày. Nè. Và cái gầm rất là mới nha. Cái điều đặc biệt đáng nói đây là gầm đen thui luôn và mới tinh. Gầm đã không? Bánh xe cua nè. Đó, cái gầm nè, cái trục sau còn dán cái tem luôn không? Cho nhà mình coi ha.
Đây cô chú anh chị mình coi nha. Đây nội thất nè. Mới tinh. Ráp lô tấp bi nè. Túi khí an toàn nè. Gương chỉnh điện thắng ABS. Vô lăng nè. Nhìn thấy cái vô lăng thấy chịu liền ha. Xe này là dạng xe đẹp nha cô chú anh chị bà con nha. Có màn hình, có cam lùi, odo chạy 86.000. Tâm bao cho cô chú anh chị cái xe cực đẹp luôn. Và đặc biệt là không một lỗi nhỏ nha. Không một lỗi nhỏ luôn nha, tâm bao luôn nha. Nếu cô chú anh chị mà phát hiện lỗi thì cứ đem xe lại gửi lại Tâm hoàn tiền lại cho. Keo chỉ, keo đầu nè. Bản lời. Ốc. Ghế da nguyên rin. Này nhà mình thấy không? 415 triệu cô chú anh chị ạ, 415 triệu 2014, Innova bản G số tự động. Xe chạy xuống lắm, xe này chạy rất là ngon, so với số sàn là một trời một vực. Chạy im và xuống hơn nhiều. Cô chú anh chị cứ nghe Tâm đi, không có sai lầm đâu. Tâm bao ngon luôn á nha. Chạy mà nó khỏe lắm, đi đường dài vậy nó khỏe re. Còn phải giữ số, giữ ga rồi, giữ con rồi nó mệt lắm. Còn này cứ lợi để lên vô số chữ D cái là chạy miết vậy. Mà nó chạy khỏe lắm chứ nó không phải ì ài ạt đâu. Kiểu cái xe nó còn ngon á, nó chạy khỏe lắm. Hồi xưa á, là Tâm cứ nghĩ ôi trời xe số tự động mà chạy chắc không ngon đâu, mà không phải đâu, không có suy nghĩ vậy là sai rồi. Chạy ngon lắm, chạy như ý luôn. Cô chú anh chị mình coi ha. Cái đây là đồ nghề, đồ vết còn đầy đủ nha. Và đây là cái nội thất nè. Nội thất gần rất là đẹp ha. Cốp sau chưa mở, keo chỉ là đủ hết, full nha. Ốc nè, còn nguyên rin hết, keo chỉ nè. Đó, nhà mình thấy không? Rất là đẹp ha. Tinh tươm luôn. Thì bên Tâm bán cho nhà mình là con xe này là 415 triệu là bên Tâm hỗ trợ rút hồ sơ gốc nha. Hỗ trợ rút hồ sơ gốc nè. Còn cô chú anh chị mà ở xa thì ở cỡ 100 km trở lại thì Tâm bao vận chuyển luôn cho ha, cho nó tình nghĩa. Còn ở xa quá thì có thể hỗ trợ bên Tâm xíu để Tâm có thêm cái nguồn kinh phí để Tâm đưa xe về tới nhà cho cô chú anh chị luôn. Chứ mà nếu mà bao luôn vận chuyển thì lãi nó lại mỏng đi, phải không? Thì con xe này là Tâm bao cho cô chú anh chị mình rất là chất lượng luôn. Nếu mà ai mà khó tính nhất cũng cảm nhận được cái xe này nó rất là ok. Và không cần phải đi đến tại salon của mình để coi, mà ngồi tại nhà Tâm đưa xe tới cho cô chú anh chị coi luôn cũng được nữa. Đây là cái nắp capo nè. Nắp capo là chưa tháo luôn ha, keo chỉ nè. Rin hết nha cô chú anh chị bà con nha. Rin hết, keo chỉ rin hết. Capo qua biết nè, keo chỉ đồ rin hết. Đây. Đó, chưa có tháo gì hết, xương ngang xương dọc rồi nè. Cái kết nước còn mới tinh luôn không? Cục thắng ABS nè, bình dầu nè. Nắp cò chưa mở nha cô chú anh chị nha. Đó, cục sinh gương máy còn y nè. Cục này nè, nè. Nắp cò chưa mở, ba tem máy còn mới tinh nè. Không? Xe này bên Tâm bán cho nhà mình là 415 triệu là bên Tâm sẽ hỗ trợ rút hồ sơ gốc nha. Hỗ trợ vận chuyển cho cô chú anh chị cỡ 100 km trở lại. Và máy bao im luôn để Tâm nổ cái máy cho nhà mình nghe nha. Cục thắng ABS 4 bánh nè. Bình dầu nè. Ắc quy khô. Mới lắm cô chú anh chị bà con ơi. Để Tâm cho mình coi nhớt luôn nha. Gầm bao mới, nhớt còn vàng ươm à. Đó. Nhớt xe này cũng sạch á, cái máy cũng khá là sạch á. Thì xe này về nếu mà bán về cho cô chú anh chị thì để Tâm thay cho bình nhớt mới ha. Thay cho bình nhớt mới cho nó an toàn. Kết nước nè, chưa có một cái dấu hiệu gì mớp méo gì hết nha, và chưa có dấu hiệu tháo ra nha.
là chứng tỏ một điều là xe này không có bị va đụng, từ lúc mua xe tới bây giờ là chưa bao giờ bị va đụng một lần nào nha. Tâm bao cho cô chú anh chị nhà mình đó, để cô chú anh chị mà nhà mình nắm bắt được ha, là tâm bao là xe này chưa bao giờ bị va đụng nha. Cái gầm nè, gầm thì rất là đẹp luôn. Thường cái gầm này sẽ bị hen xét hay là này nọ nọ kia, còn cái gầm này bao đẹp luôn, nó đen mung luôn cô chú chị ơi. Vỏ lốp nè 415 triệu nha, 415 triệu là con Innova sản xuất năm 2014, một chủ mua mới, gốc gốc số An Giang. Cái gầm bao đẹp, gầm còn đen thùi lui luôn. Cái máy lực không, cái máy bao lực luôn nha cô chú anh chị nha. Thường Innova nó nổ lên là nó sẽ nổ lớn, bắt đầu khoảng 30 giây là bắt đầu nó im lặng là không nghe tiếng động luôn. Thì cái xe này nó cũng vậy thôi, xe nào cũng vậy nha cô chú anh chị nha. Mới đầu là nó sẽ nổ lớn lên một xíu, xong bắt đầu 30 giây là nó nổ không còn nghe tiếng động luôn đó. Cô chú anh chị lưu ý nha, Innova là nó phải như vậy nó mới đúng nha. Innova và Mazda, hãng Mazda nó cũng vậy đó, nó vừa nổ lên nó nổ rất là lớn, khoảng 30 giây đến 40 giây là bắt đầu nó im, là không nghe tiếng động luôn. Đó là đúng là cái hãng người ta làm xe ra như vậy ha. Đây là cái đèn rin nè, mà còn mới tinh luôn ha, còn ký hiệu đèn rồi luôn nè, hai bên đều như nhau hết nè cô chú anh chị thấy không. Tháng 12 2014 nè, ngày 18 tháng 12 2014 nè. Đó, cái máy bây giờ bắt đầu nó im lại, nó sẽ im lại đến nỗi mà hồi nữa mình đứng gần mình nghe cái tiếng nó nhỏ xíu xíu luôn. Thì đó đúng là một cái con Innova. Còn cái xe mà nó đã tào lao rồi thì nó nổ điên đầu điên ốc lắm. Cô chú chị thấy ốc mà còn rin hết, chưa có tháo một con nào hết, kể cả cái xương ngang này cũng chưa tháo luôn, cái kèn này cũng chưa tháo luôn nè, ổ khóa này cũng chưa tháo luôn, cabo này cũng chưa tháo luôn. Chứng tỏ là cái xe này rất là ok nha cô chú anh chị nha. Bây giờ bắt đầu cái máy nó sẽ im lại đó, một tí xíu nữa là mình sẽ không nghe tiếng nổ luôn đó. Thì đó đúng là một cái Innova đúng chuẩn. Còn cái xe mà đời lên mà nó không có ồn kiểu đó, nó không có nổ lớn kiểu đó, là cái xe đó làm máy rồi, nó làm máy rồi nên nó mới vậy. Còn cái xe mà rin của nó là đời lên một cái là nó lên xong rồi nó khoảng 3 đến 40 giây là nó im ru lại luôn. Đó là không biết tính năng nó như thế nào, theo tâm nghĩ là nó sẽ bơm dầu nhớt xăng cộ rồi lên đâu đó đàng hoàng hết, đều đặn hết là bắt đầu nó sẽ nổ im lại, nó im thình thích luôn không, nó im khoái luôn á. Thì đây là con xe chuẩn mực nha cô chú anh chị nha. Sơn rin bên ngoài còn rất là nhiều, xe này sơn rin bên ngoài thì theo tâm đánh giá là sẽ phải, xe này phải trên 70 nha. Sơn rin chẳng hạn như cửa nẻo dè bọng là rin hết, cốp trước cabo rồi là rin hết, cản kiết thì có tút nhẹ ha. Còn gầm bệ thì bao đẹp luôn nha, gầm là không có một cái vết hang xét rỉ gì luôn nha, gầm còn đen mung luôn. Cô chú anh chị mua con xe này về bảo đảm sẽ cảm thấy hài lòng và vừa ý. Innova bản G số tự động 2014, một chủ mua mới, màu vàng cát, biển số An Giang, bao rin và chất lượng, máy 100% là chưa đụng một con ốc. Tâm bán cho cô chú anh chị là 415 triệu. Nếu mà sản phẩm này cô chú anh chị cảm thấy vừa lòng và yêu thích thì hãy gọi điện cho bên Tâm nha. Tâm xin chào cô chú anh chị và hẹn gặp lại.